tái hiện dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam. Con đường gốm sứ ven sông Hồng. Người đã làm nên lá cờ tổ quốc khổng lồ trên đảo Trường Sa. Đài phun nước bông sen vàng. Người phụ nữ đã mang đến rất nhiều những dự án công trình nghệ thuật ngoài trời như thế, chính là nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Có lẽ phải rất yêu Hà Nội, rất yêu nơi mình sinh ra, thì người họa sĩ này mới có thể viết lên nhiều bản tình ca bằng tranh gốm nhiều như thế. Phải, tôi nghĩ phải gọi chính xác đó là những bản tình ca bằng tranh gốm. Vì mỗi tác phẩm khi đến với công chúng đều mang một cảm nhận sâu sắc và nặng lòng với Tổ quốc. Hàng triệu viên gốm đi vào ý tưởng của chị đều mang hình hài riêng, có hồn hơn và ý nghĩa hơn. Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội, mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi. Nhà báo họa sĩ Nguyễn Thu Thủy có niềm đam mê sâu sắc trong việc sưu tập các bức ảnh về Hà Nội, đặc biệt là những bức ảnh cổ thế kỷ 19, Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp. Một số các ý tưởng này cũng được đề cử giải việc làm vì tình yêu Hà Nội của giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2013. Trước đó, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cũng từng tổ chức một triển lãm mang tên Dấu ấn Hà Nội 2010, diễn ra từ 17 đến 26 tháng 7 năm 2010 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trong triển lãm này, lần đầu tiên công chúng được biết đến một thử nghiệm khá mới mẻ, đưa ảnh cổ Hà Nội lên gốm. Thì ý tưởng sưu tập những cái bức ảnh cổ Hà Nội của tôi xuất phát từ năm 2009, khi tôi có cái ý tưởng là muốn thể hiện một cái đoạn là những cái hình ảnh lịch sử nguyên gốc được thể hiện ở trên con đường gốm sứ. Và tôi đã thông qua bạn bè tạp chí Xưa và Nay và phòng tư liệu ảnh của Thông tấn xã, thì tôi đã có được gần 2.000 bức ảnh cổ về Hà Nội. Và những cái bức ảnh này tôi thấy rất là đẹp, vì mình hiểu sâu hơn về nét đẹp truyền thống của Hà Nội. Và tôi mong muốn là khi lưu giữ bằng cái kỹ thuật in đặc biệt trên gốm nặng lửa, thì những cái bức ảnh này trở nên vĩnh cửu ở ngoài trời, và nó như là một cái phần tư liệu ký ức của thủ đô được lưu giữ trong cái đời sống hàng ngày. Trước đây, in tranh, in ảnh trên gốm thường được in với kích thước nhỏ và nung nhẹ lửa. Những sản phẩm đó thường được dùng làm quà tặng và chỉ để trong nhà. Còn khi mang ra ngoài trời, màu sẽ bị bay theo thời gian. Nhưng họa sĩ đã tìm tòi kỹ thuật in để làm sao cho bức ảnh có thể in được ngoài trời mà không bay màu. Chị cũng từng sưu tập được hơn 2.000 bức ảnh lịch sử từ kho lưu trữ của Viện Viễn Đông Bác Cổ, phòng tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, tạp chí Xưa và Nay, bộ sưu tập ảnh của kiến trúc sư Đoàn Bắc và nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Ngày nay, những bức tranh gốm đã tạo ra dấu ấn của chị ở khắp nơi trên thủ đô. Mình có một cái tình yêu đối với thành phố, và đặc biệt là với con mắt của một nghệ sĩ, thì khi mà đi trên những đường phố của Hà Nội, những chỗ nào mà chưa đẹp mắt, chưa ưng ý, thì mình lại có một cái mong muốn khát khao là được dùng nghệ thuật để làm đẹp những cái cung đường, góc phố của thủ đô. Ý tưởng về con đường gốm sứ ven sông Hồng nhen nhóm khi họa sĩ Nguyễn Thu Thủy chứng kiến cuộc khai quật khảo cổ tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long vào cuối năm 2003. Chị từng chia sẻ những viên gạch trang trí hoa cúc dây thời Lý, những bình gốm men lam và men trắng,
thời Lê, thời Trần đã khiến tôi xúc động. Tôi nghĩ về một dòng chảy lịch sử xuyên suốt thời gian được lưu giữ trên chất liệu gốm truyền thống, và tôi đã muốn có một con đường, một bức tranh tái hiện lại một phần những họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử trên con đường này. Thế rồi, con đường gốm sứ ven sông Hồng từ đó mà ra đời. Năm 2007, sau chuyến đi tham quan ở các nước châu Âu và được ngắm những cái công trình gắn gốm của Antonio Gaudí tại Barcelona, thì khi trở về Hà Nội, mình đã ấp ủ ý tưởng và làm đề xuất lên thành phố cái dự án lớn nhất mà mình đã thực hiện, đó là con đường gốm sứ ven sông Hồng. Trên cái tác phẩm này thì mình đã thể hiện được những cái nét đẹp của trên thổ cẩm của 54 dân tộc anh em, những cái họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn qua Lý Trần Lê Nguyễn, và các đoạn tranh gốm đương đại. Mình đã vận động được các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng tham gia, thậm chí là có những cái đoạn là do các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế, đã tạo nên sự rất là đa dạng phong phú của suốt chiều dài 4 km con đường gốm sứ. Và công trình đã vinh dự được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới. Dự án thiêng liêng này đã được các cấp, các ngành và rất nhiều tổ chức ủng hộ. Nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới đã gửi về Hà Nội những viên gạch nghệ thuật. Có những viên gạch được vẽ cầu kỳ như một bức tranh nhỏ. Có những viên gạch được phủ những men màu lạ mang dấu ấn nghệ thuật làm gốm từ những vùng đất xa xôi. Con đường gốm sứ đã trở thành con đường tình yêu từ những viên gạch nghệ thuật đầu tiên như thế. Có một cái câu chuyện rất là cảm động là có hai bạn sinh viên người Mỹ, một bạn là bạn nam là sinh ra tại Việt Nam, bạn là người Mỹ nhờ gốc Việt. Bạn ấy bị mù và sang Mỹ từ năm 75. Thì một bạn nữ sinh viên người Mỹ đã yêu bạn đó, và khi bạn sinh viên gốc Việt đấy có một cái mong muốn là được tự tay gắn những cái viên gốm lên con đường gốm sứ này, thì bạn nữ sinh viên đã đưa bạn đi đến xưởng gốm của chúng tôi, và chính tay bạn ấy đã cầm tay của bạn nam sinh viên gốc Việt bị mù đó để gắn một cái đoạn tranh gốm trên cái bức tranh của chúng tôi để gắn lên con đường gốm sứ. Câu chuyện rất là cảm động, và tôi thực sự là cảm động khi mà cái tình cảm của mọi người muốn được cùng tham gia, cùng đóng góp cho con đường gốm sứ. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thực sự tạo nên dấu ấn riêng trong lòng công chúng nhờ sự thành công tốt đẹp của dự án con đường gốm sứ ven sông Hồng. Nhưng yêu thương thì có khi nào vơi, trái tim yêu nước có bao giờ thôi nung nấu. Năm 2012, tác phẩm Lá cờ Tổ quốc bằng gốm trên đảo Trường Sa lại ra mắt công chúng. Cứ nhắc về tác phẩm này, khuôn mặt người họa sĩ lại ánh lên vẻ rạng rỡ, hạnh phúc. Mỗi tác phẩm thì tôi đều có cái tình cảm riêng, rất là gắn bó, rất là yêu quý. Ví dụ như là con đường gốm sứ tại Hà Nội đã lập kỷ lục Guinness thế giới. Ví dụ như đài phun nước bông sen vàng đã giành được giải khuyến khích tại cuộc thi thiết kế quốc tế. Nhưng để nói về một cái tình cảm yêu nước đặc biệt mà mình gửi gắm trong đó thì chính là lá cờ Tổ quốc tại đảo Trường Sa lớn, và những bức tranh gốm gửi gắm cái tình cảm đất liền đến quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những cái tình cảm ở đó nó rất đặc biệt, rất là mạnh mẽ. Nó là cái khát khao, cái ước vọng hòa bình mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm trong tác phẩm.
Ý tưởng này nảy sinh trong đầu chị từ cuối tháng 7 đến tháng 12 năm 2011. Khi họa sĩ Thu Thủy được ra thăm Trường Sa, trong chuyến đi này, chị có dịp mục sở thị về địa hình địa thế đảo, về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ và cư dân huyện đảo Trường Sa. Ý định của chị được cán bộ chiến sĩ và cư dân trên đảo nhiệt tình hưởng ứng. Thượng tá Đinh Văn Hải, đảo trưởng đảo Trường Sa nhận xét, lá cờ gốm khổng lồ trên đảo Trường Sa là một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, phản ánh được hồn dân tộc Việt nơi đảo xa. Lá cờ này, cùng với cột mốc, giúp đồng bào, đồng chí trong đất liền, kiều bào ở nước ngoài, xa hơn nữa, giúp các nước trên thế giới hiểu đầy đủ hơn về nét văn hóa của người Việt Nam, cùng với chủ quyền biển đảo của Việt Nam là bất khả xâm phạm. Những tháng ngày cống hiến và làm việc trên đảo Trường Sa trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khi nắng gắt, khi mưa xối xả, công trình hoàn thành trong niềm vui sướng của cán bộ chiến sĩ cùng bà con trên đảo. Nhìn thấy lá cờ từ máy bay trực thăng trên đảo Trường Sa lớn, tác giả của dự án đã từng bật khóc. Chị chia sẻ, lúc đó tôi vô cùng hạnh phúc và vô cùng xúc động khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc hiện trên nền xanh của cây cối trên đảo Trường Sa lớn. Hòn đảo hiện lên thật thiêng liêng, như một trái tim và nổi bật là lá cờ đỏ thắm bằng chất liệu gốm sứ, một chất liệu truyền thống của cha ông. Xuất phát từ thời sinh viên khi tôi học ở trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và trong thời gian học ở nước Nga, tôi có đi tham quan bảo tàng nghệ thuật Hermitage ở Saint Petersburg và bảo tàng Tretiakov ở Moscow, và từ đó tình yêu hội họa bắt đầu. Tôi rất là thích cái trường phái hội họa Impressionism của Pháp. Các họa sĩ như Renoir, Cézanne, Claude Monet, Renoir, và đặc biệt là các họa sĩ mà sau trường phái Impressionist là New Impressionism, là các họa sĩ dùng cái phương pháp chấm điểm để tạo nên cái độ lung linh của ánh sáng ngoài trời. Và tôi muốn áp dụng cái kỹ thuật này, không phải là một cái kỹ thuật mới nhưng mà lại muốn áp dụng để vẽ đề tài biển đảo. Và hai cái bức tranh mà tôi đang thể nghiệm là cậu bé Trường Sa và lá cờ, chính công trình lá cờ gốm Trường Sa, vẽ theo kỹ thuật này. Cái kỹ thuật này thì đòi hỏi rất là tỉ mỉ, là vì phải vẽ rất là nhiều những cái chấm nó tạo nên, và tôi rất là thú vị cái kỹ thuật này là vì nó gần với kỹ thuật gắn gốm mosaic. Chẳng hạn như gắn gốm mosaic là hàng triệu những cái viên gốm nhỏ để tạo nên một cái bức tranh hoành tráng ngoài trời, thì trong sử vẽ họa sĩ có thể dùng hàng triệu những cái viên, những cái chấm nhỏ này tạo nên được cái độ lung linh của ánh sáng. Và rất nhiều những dự án, những tác phẩm nghệ thuật ngoài đời của chị, bức tranh gốm Trường Sa, sức mạnh Việt Nam trên đảo Trường Sa lớn, tác phẩm Trái tim tình yêu Hà Nội, bức tranh gốm Mùa xuân Hà Nội, tất cả đã đánh thức và làm lay động rất nhiều những du khách trong và ngoài nước. Hi, my name is Afifi Negus and I come from Virginia Beach, from the US. Tôi tới từ Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi và chồng tới Hà Nội. Khi chúng tôi đang đi dạo, chúng tôi nhìn thấy một tác phẩm tuyệt đẹp này. Nó rất khác so với những gì chúng tôi nhìn thấy ở Hà Nội. It looks so different than anything we've seen in Hanoi. So it seems like the country is moving in a different direction. Nhà hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, nhà báo. Phải, người phụ nữ này đã xuất hiện ở xã hội với rất nhiều vai trò. Vì những đóng góp ấy, chị đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Cảm xúc của tôi khi nhận được cái giải thưởng quốc tế đấy là đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng tự hào là mình đại diện cho Việt Nam và giới thiệu những cái hình ảnh của Việt Nam đến đông đảo bạn bè thế giới.
với các dự án nghệ thuật công cộng ngoài trời thì đòi hỏi nó là một cái sức mạnh tổng hợp. Đầu tiên đó là phải được cái sự đồng thuận của lãnh đạo thành phố xin phép được chủ trương để làm, và sau đó thì là phải vận động được kinh phí để thực hiện, và tiếp đến là các phác thảo, các thiết kế phải thật đẹp, phù hợp với cả không gian ngoài trời. Và khi mà mình tổng hợp được các sức mạnh của lãnh đạo thành phố, của nhà tài trợ và của chính sự ủng hộ của công chúng, vì đây chính là những cái tác phẩm để cho công chúng được thưởng thức, vì vậy nó phải rất là gần gũi, phải đẹp và gần gũi với công chúng. Và khi mà mình đã tập hợp và kết nối được tất cả những yếu tố đó thì sẽ làm nên thành công của các công trình nghệ thuật công cộng. Khi gặp chị ở ngoài đời, hiện hữu một người phụ nữ hiền lành và giản dị, người có chất giọng nhẹ nhàng và dễ nghe, hơn hết là một ánh nhìn thân thiện. Căn nhà của chị đâu đâu cũng là gốm, đâu đâu cũng là tranh. Và dưới con mắt của người họa sĩ thì tất cả đều được sắp xếp, bố cục gọn gàng, ngăn nắp. Tôi thích hoa sen, được thể hiện nhiều trong nghệ thuật truyền thống của cha ông. Và mới gần đây tôi đã dùng chính cái mô típ hoa sen để làm công trình đài phun nước bông sen vàng tại vườn hoa Mai Xuân Thu. Yêu hoa sen nên có lẽ đây cũng là một trong những nguồn cảm hứng giúp cho chị ra đời tác phẩm Đài phun nước bông sen vàng ở vườn hoa Mai Xuân Thượng. Sau quá trình chọn lọc và đi đến quyết định cuối cùng, ban giám khảo cuộc thi thiết kế quốc tế đã công bố và trao giải cho các nhà thiết kế đoạt giải khuyến khích năm 2014. Được lựa chọn từ hơn 1.000 tác phẩm do các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, sản phẩm, đồ họa và thời trang từ 52 nước trên thế giới gửi tới dự thi. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã đoạt giải khuyến khích với tác phẩm Đài phun nước bông sen vàng cho hạng mục thiết kế sản phẩm chuyên nghiệp. Họa sĩ Thu Thủy lúc ấy đã từng chia sẻ: "Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc vì những cố gắng, nỗ lực phát triển nghệ thuật công cộng, làm đẹp thành phố đã được bạn bè quốc tế ghi nhận. Nó có ý nghĩa động viên rất lớn đối với tôi, gây sự chú ý với mọi người về cách nhìn nhận tích cực hơn trong việc làm đẹp không gian công cộng." Giữa ba đình lịch sử, đài phun nước bông sen vàng của chị đã đánh thức cả không gian, tạo ra một nét thu hút riêng cho Hà Nội. Và dù dưới vai trò nào trong cuộc sống, một công dân, một nghệ sĩ, thì chị vẫn luôn khát khao được cống hiến, được mang nghệ thuật hội họa và tất cả những gì mình có được cho quê hương. Tôi muốn mang hết cái khả năng của mình, khả năng sáng tạo và thời gian, sức lực, năng lượng để cống hiến cho nghệ thuật công cộng, làm đẹp các không gian ở thủ đô Hà Nội, ở quần đảo Trường Sa và các tỉnh thành trong cả nước. Và tôi cũng rất mong muốn các bạn nghệ sĩ trẻ có những công trình nghệ thuật làm đẹp cho quê hương đất nước. Ngày nay, người phụ nữ vẫn tiếp tục chạy xuôi với những dự án mới. Con đường gốm sứ ven sông Hồng vẫn còn đó. Những công trình nghệ thuật về đất nước vẫn hiên ngang trên mọi nẻo đường. Một phần văn hóa của dân tộc đã được lưu giữ, văn hóa dân gian, văn hóa đương đại. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã truyền cảm hứng yêu quê hương đất nước cho nhiều thế hệ con cháu này và mai sau. Gặp chị, chắc chắn chúng ta có chung cảm nhận, bị thu hút bởi ánh nhìn thông minh ấy, thu hút bởi sự nhiệt huyết và chân thành trong từng câu chuyện. Và có lẽ đó cũng chính là hình ảnh của một phụ nữ đã cháy hết mình vì đam mê, vì tình yêu Hà Nội và tình yêu nước từ thời nằm nôi.